Rồi mời em gái vào. Bên trái qua cái nữa, qua cái nữa. Rồi mời vô. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Dạ em cảm ơn chị. Ok. Chào chị Cát Tường. Ok, chào em gái. Chào chị. Rồi, được không cưng, được không trai? Tự lực cánh sinh đi, không có... có mặt nạ mình giải quyết không nổi sao mình kiếm vợ được. Rồi, bây giờ hai bạn về vị trí rồi. Mình sẽ giới thiệu thật lớn to rõ ha. Em trai giới thiệu trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái ở phía đối diện. Em tên là Lê Văn Hòa. Em năm nay 26. 26, sinh năm nhiêu? 94. Em quê ở Thanh Hóa, ba mẹ thì đang ở Đồng Nai. Hiện tại em đang là kỹ sư xây dựng về mảng quản lý thi công. Hiện tại em đang công tác tại Bình Dương. Bình Dương ở khúc nào? Dạ, Nam Tân Nguyên. Vậy là ở Bình Dương là mình ở công trình luôn, mình ở nhà thuê hay là mình ở nhà của công ty? Dạ, công ty thuê. Là ở đó lâu không hay là mình làm hết công trình đó mình lại đi hay là ổn định ở đó luôn? Dạ, mình làm theo dự án chị. Có nghĩa là công trình có thể 1 năm, 2 năm hoặc là 6 tháng gì đó. Còn công ty chính là nằm ở đâu? Công ty chính nằm ở 14 Lam Sơn, phường 6, quận Bình Thạnh. À, thì có khi là cũng có thể, nhiều khi mai mốt về Sài Gòn làm cũng có thể nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi em gái. Dạ chào chị, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, em năm nay 27 tuổi. Là 93. Dạ 93. À. Dạ. Có bạn trai nhỏ hơn tuổi được không? Dạ cũng được miễn chỉnh chạc là được. Dạ, trời, ta là kỹ sư mà. Dạ. Rồi, tiếp. Dạ em làm nhân viên văn phòng chị ở quận 7. Quận 7, quê mình ở đâu cơ? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7 luôn. Rồi từ chỗ em làm á đi dạ. Chạy lên đây mất bao xa? Thì cuối tuần em hay lên quận 7 làm từ thiện khoảng tiếng rưỡi á. Thật ra cũng gần, Bình Dương nó cũng đắp danh ha. À, có quen nhau thì cũng có cơ hội tuần gặp nhau một hai lần tìm hiểu cũng được, rồi mình rút ngắn cái thời gian quen nhau lại. Nhưng mà thí dụ nguyện vọng mình là muốn thế nào kết hôn? Dạ 1 đến 2 năm mới chị. 1, 2 năm. Còn em? Em thì không có đặt ra thời gian. Khi nào cảm thấy ok. Đúng người, đúng thời điểm. Đúng ha. Người, đúng thời điểm. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là em tự lập từ nhỏ. Good. Em hòa đồng, em thích nghi mọi môi trường. Còn điểm yếu chắc là em hơi nóng tính tại làm ngoài công trường á. Còn em gái thì điểm mạnh, điểm yếu mình sao? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, thật thà với lại hay giúp người. Còn điểm yếu của em là cũng nóng tính với lại làm áp lực nhiều quá là quạo chị. Tình trường thì sao nè? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà vài tháng à chị ơi. Vài tháng sao vậy, sao ngắn ngủi vậy cưng? Cụ thể là ví dụ giờ cái mối tình gần đây nhất nào là quen được bao lâu? 4-5 tháng. 4-5 tháng. Dạ người ta nói người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Trời ơi sao ông nào vô duyên vậy. Rồi còn cái mối tình trước? Tình trước quen là người ta nói không hợp tính cách vậy thôi. Ờ, tình trước quen được mấy tháng? Cũng 2 tháng đó. Là toàn người ta nói chia tay không à? Tội nghiệp em bé của tôi ghê không? Cái gì đâu mà hai đàn người đàn ông phủ phàng ra đời đầu đời của người ta vậy. Mà cũng không có gì phải tổn thương với mấy chuyện đó. Cái duyên nó không phải của mình. Nhiều khi họ đi mà để cho cái người sau họ đến họ tốt hơn. Họ sẽ lo cho mình. Thương quá, xúc động sắp khóc rồi kìa. Bởi vậy hai ông nội nào ác ghê vậy đó, ông không hợp tính cách. Còn ông không quên được người yêu cũ thì thôi đừng có bộ. Quên người yêu cũ đi cua người ta làm chi vậy. Nghe chuyện của bạn gái thấy sao không? Nghe thì thấy cũng hơi xót thương. Xót thương. Rồi có người yêu cũ gì không? Không, em tính cách của em rất là thẳng thắn. Khi chia tay là em là không có liên lạc gì em luôn. Coi như là hai người dân. Rồi, mấy mối tình rồi? Chắc 4 á. Mối tình sâu nặng, mối tình mới chia tay đây là chị. Hình như quen được gần 5. Rồi sao chia tay? Do em đi làm ở Hóc Môn, cô ấy là sinh viên. Tính của cô ấy con nít đó. Nên cô ấy, với lại cô ấy, hình như cô cắm em cái sừng. Có cắm em cái sừng nữa? Dạ. Trời ơi, có cắm không mà hình như là sao? Cắm là cắm mà không cắm là không cắm. Mà cái mối tình đó ai nói chia tay? Hai người có dành thời gian cho nhau 2 tuần để suy nghĩ. Xong đó em đi làm kiểu như công việc của em nhiều quá đó. Em không nhắn tin hỏi hai người. Sau hết 2 tuần thì em lên tới phòng trọ thì em thấy cô ấy đi chơi với một người em trai. Thì em nghĩ là nếu mà quen, chia tay xong mà quen thì chắc chắn hai người đã tìm hiểu lâu rồi. Cũng không giải quyết được gì rồi lặng lẽ thôi. Chưa chắc em ơi, nhiều khi chia tay em tháng ta buồn ta khóc đúng tháng. Cái bữa đó ta hết khóc bước ra đường có cái anh kia cái người ta vô luôn rồi. Cái tự nhiên em tới em thấy ngay lúc đó. Chưa gì mình nói người ta quen cắm sừng mình. Thì em mới nói là hình như hình thôi. Hình như thôi dạ. Không? Ờ hình như. Thì mình rút được kinh nghiệm gì không? Mối tình này thì chắc rút kinh nghiệm là có việc gì thì mình giải quyết luôn.
có việc gì giải quyết luôn là sao? Có nghĩa là xảy ra mâu thuẫn gì mình giải quyết ngay tại đó luôn. À. Chắc có lẽ là do em im lặng 2 tuần á. Đúng rồi. Nên kiểu như con gái. Đàn ông là cái gì phải rõ ràng, dứt khoát, mạnh mẽ, cứ im là người ta khó chịu lắm. Phụ nữ là sao cũng được, yes or no nó rõ ràng. Thì con gái mà người ta, mình cũng không trách người ta là trẻ con được. Vì phụ nữ ai cũng vậy, như chị mà chị yêu chị cũng trẻ con à. Tình yêu mà không có tuổi tác đâu, bao nhiêu tuổi cũng trẻ con như thường. Thế thì em đã có thời gian, em đã sẵn sàng cho một cái cuộc tình để mà mình có dành thời gian quan tâm chăm sóc đến họ không? Em nghĩ thì có, tại vì không ai hay bận hết 24 tiếng hết. Đúng rồi. Một ngày có 8 tiếng thì 8 tiếng làm việc và 8 tiếng nghỉ ngơi, thì cái thời gian nghỉ ngơi đó thì mình sẽ dành thời gian để hỏi thăm. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em mà em từ xưa tới giờ em không có đặt hình mẫu, có cảm xúc thì em sẽ tiến tới. Ừ. Thế còn em, mình có tiêu chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai là trước tiên là tôn trọng mình, thứ hai là tin tưởng, thứ ba là biết chia sẻ công việc nhà với mình, quan tâm, lo lắng, có trách nhiệm với gia đình vậy thôi. Rồi, thế về ngoại hình có nhu cầu gì không? Dạ không, chỉ tròn tròn thôi, tròn tròn và cao hơn em. Tròn tròn cao hơn em cao mét mấy? Dạ 1m64. Trời ơi, cao dữ vậy đó hả? Gương cao mét mấy gương? Dạ 1m7. Rồi cũng được, may quá, hết hồn, nhỏ cao 1m64. Cho chị mượn tấm hình coi nè. Dạ chị, em gửi chị. Rồi kiếm đi, ảnh cao 1m7. Một mét sáu bốn, trời ơi, ngồi không mà sao biết. Cho ảnh một cái đặc điểm nhận dạng coi. Chị, ui. Anh này. Anh nào? Anh này. Anh đang mắc kiến đó hả? Lý do sao đón anh đó? À, anh đó nói cao 1m7 nên em nghĩ anh này. Rồi, ráng nó đi, đợi đi, có phải anh đó hôn. Tìm ra cổ không em? Cô này không chị? Đâu? Đây nè. Nhỏ quá chị cũng không thấy nữa. Mời hai bạn ha, nhìn vào cái cửa trái tim này coi. Hôm nay cảm nhận mình đúng không là mình so nha. Dạ. Vâng, em tên là Bùi Văn Chiến ạ. Và em ở... Em sinh năm 1996, em ở... Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang. Công việc hiện tại của em là em đang làm marketing. Mình đang hiện tại đang ở Bắc Giang luôn. Vâng, em ở... Ồ, marketing là marketing cho đơn vị nào, công ty nào, như nào? Dạ, em là marketing cho một cái shop bán hàng. Shop bán hàng? Shop bán hàng gì cơ chị anh? Bán các sản phẩm gia dụng ấy anh. Ừ. Sản phẩm gia dụng. À, về cái mà thu nhập bình quân của mình là... Bình quân một tháng rơi tầm độ 15 đến 20 triệu anh ạ. 15 đến 20 triệu một tháng. Vâng. Rồi, bạn nói qua về cái tính cách của mình, bản thân mình là một chàng trai như thế nào? Mình có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Tự bản thân mình cảm nhận thôi, mình chưa chia sẻ thôi. Tại cái cũng là lần đầu tiên mình nói chuyện nhau. Vâng, em thấy em cũng kiểu vui tính em. Và... Hơn nhiều tuổi, năm nay chắc tầm độ 28 tuổi chúng ta nhiều. Nó hơi bị khó tính quá, như theo phong văn hóa của miền Bắc mình thì nó lại dạng gia trưởng, không phải thuộc gia trưởng lắm, nhưng mà kiểu người ông chín chắn như anh, nghiêm túc vậy. À, 28 tuổi. 28 tuổi. Chững chạc, chín chắn. Vâng, cũng khá là vui vẻ hoạt động. Vui vẻ hoạt động. Rồi bây giờ bản thân mình cảm thấy mình có cái điểm yếu gì? Điểm yếu ạ? Điểm yếu rồi. Em kiểu như là khó nói chuyện với các bạn nữ kiểu như là ít tuổi anh. Ừ. Và kiểu như là nó không cùng không cùng tần số đúng không? Xem xét từ 2000 trở đi là cảm giác nói chuyện nó hơi bị câu chuyện vào nó hơi bị khó anh. À. Không khó bắt chuyện nhỉ. À. Thế thường là khó bắt chuyện với lại khoảng tầm 2000 đổ đi đúng không? Vâng. À. Nếu mà tiếp theo bây giờ cảm nhận là nó thuộc về không cùng tần số hay là cái câu chuyện nó không được mở đi? Kiểu công việc của em nó cũng nhiều bò bó anh, nó áp lực thì chúng ta là làm thiên về phật về người làm khô khăn không được
với các bạn nữ khác giới thì nó không chưa được tâm lý. Không được tâm lý lắm nhỉ, không được kiểu dạng bắt nào có tiền tả đi. Thế cậu cảm nhận là bản thân mình mà nếu mà mình chủ động cho một mối quan hệ ấy, mà gọi nói thẳng ra là mình đi tán gái ấy, thì mình cũng ổn không? Ổn đấy ạ, em thấy ổn. Ổn à? Tán gái được, nói chuyện được. Vâng ạ. Có biết cách không? Cách thì em nghĩ là do con gái hơn. Rồi trước giờ là mình tình trường của mình là mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Hai mối tình. Vâng. Mối tình nào mà sâu đậm mà bây giờ suy nghĩ tới về câu chuyện tình yêu là bạn nhớ tới cái mối tình đó? Đấy là một cái bạn đưa em yêu đang đi học. Thì cái câu chuyện đấy nó như thế nào, kể mình nghe với. Thì bạn đấy ngày đấy là bạn ấy vừa đấy em trai tán thế ai thì cùng nhau tập kết tinh trong tháng luôn nhiều. Thế sao chia tay? Thì bạn đấy đi nước ngoài. Đi nước ngoài cũng hứa hẹn là cưới kiểu vừa rồi về bạn tiếp Ok rồi. Thế nhưng mà bản thân của mình có hay đi tìm hiểu những cái mối quan hệ bên ngoài kiểu dạng như là nói chuyện xong uống nước cà phê này kia vài bữa xong về không thích không? Có em, những mối như vậy không? Em lại không thế nữa. Em vừa rồi thì kinh doanh số đấy là công ty đấy. Em học mình vào công việc. Tới bây giờ em cũng sáng ở công ty, sau tối về lại làm việc ở nhà, đi giao lưu nhiều. Không tiếp xúc với mọi người, không gặp em mấy. Nhưng mà cuộc sống như thế thì nó cũng buồn, nó cũng chán á. Mình có bao giờ tìm đến những cái kiểu app hẹn hò đồ này kia, Tinder đồ không? Cái Tinder đấy em chưa tặng. Ok quá. Em không dùng ấy. Chương trình của mình là quay hình ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, Chiến sắp xếp vào bay vào quay được đúng không? Được anh ạ. Thì cũng bây giờ quay chắc chỉ mất một ngày thôi. Đúng rồi, quay một ngày thôi. Ngày thì chắc là ổn, ngày chắc là em thêm gì bay được. Bay hôm trước vào thôi. Nhưng mà rồi bây giờ mình mong muốn tìm hiểu về mẫu người như thế nào. Người thì thích các bạn kéo một chút đi thì là em thì lại có dạng cây trà chúc tận nhau đấy. Người cũ anh mong muốn là bạn thì cũng ở gần gần một chút đấy, bình thường thì càng tốt. Rồi ok càng luôn đấy, vợ chồng gần gần nhau gia đình thì khi đã tổ chuyện hơn đi anh. Đúng rồi là chung gần Bắc Giang. Với lại em ta bạn nữ thì không lùn quá. Không lùn quá. Vâng, từ 1m6 trở lên thì tuyệt vời quá. 1m6 trở lên rồi. Không ưa nhìn là được anh. Ưa nhìn. Về tuổi tác thì sao? Tuổi tác từ 2000 tầm 2000 đổ xuống à? Đúng không? 2000 đổ xuống hay là 2000 đổ đi? Chính là 2001 trở đi ấy. 2001 trở đi. Nhưng mà sao bảo là không nói chuyện được với mấy bạn Gen Z thế? Thì kiểu như em cũng đang cố gắng tờ như là mình có một mối quan hệ cũ ấy, kiểu lâu quá. Chưa biết lấy lòng tán tỉnh kể chuyện. Rồi ok anh hiểu rồi. Vâng. Rồi thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen thì với em, thì nếu mà tìm được những cái cô gái mà ở khu vực miền Bắc mà đặc biệt là Bắc Giang thì bọn anh sẽ lưu ý xong rồi sẽ liên hệ lại với em để làm nội dung kỹ hơn với em nhá.
Thì sẽ có bên biên tập làm trực tiếp nội dung. Lúc đó thì mình sẽ nói kỹ hơn về tất cả mọi thứ nhá. Thì cũng chuẩn bị để nếu mà có thời gian thì em bay vào thành phố Hồ Chí Minh luôn nhá. Vâng. Ok, cảm ơn em nhiều nhá. Vâng.